Thiếu trưởng à, tôi thân là trưởng nhà tù, tuyệt đối không tán thành ông phá lệ gì thất gia. Đám tội phạm xài thập thất vừa ngục tập thể, dựa theo quy định của nhà tù, tất cả họ đều phải tăng án phạt 3 năm, hơn nữa không được có người vô tâm nữa. Thị trưởng, bản thân tôi còn sống được bao lâu tôi cũng không biết. Chúng ta quen biết mười mấy năm, tôi xin ông giúp tôi một lần cuối cũng không được sao? Thị trưởng. Thất gia. Thất gia. Cô chảy máu rồi. Mọi người đưa cô vô bệnh viện đi. Thị trưởng sao đi? Thị trưởng à, bên ngoài có rất nhiều ký giả. Đừng cho họ vô đây, đuổi họ đi. Thị trưởng, tôi xin ông giúp tôi, giúp tôi. Nè, anh là trưởng nhà tù, anh quyết định nên làm gì thì cứ làm, anh quyết định phá lệ thì phá lệ, không phá thì không phá. Tóm lại, đừng làm cho ngày mai tờ báo nào cũng đăng bài về vụ này. Thị trưởng yêu cậu nhỏ của tôi. Trưởng nhà tù à, bây giờ tôi ra ngoài uống ly cà phê. Khi tôi quay lại, tôi muốn nhìn thấy anh đã giải quyết xong chuyện này. Ôi, thị trưởng, thị trưởng. Thất gia, tính sao đây? Đau quá. Thất gia, cô đã thắng rồi. Đích thân tôi lái xe đưa cô tới bệnh viện, cầm máu xong mới đưa cô tới nhà tù thăm hỏi, được không? Tôi không cần tới bệnh viện. Bây giờ tôi muốn lập tức tới nhà tù gặp người. Thất gia, thất gia, cô đi đâu vậy? Phòng thăm tù ở đằng sau. Giam các người 3 ngày 3 đêm, có phải vẫn không chịu nói hay không? Tôi hỏi các người thêm lần nữa, thật ra là người nào đã gợi ý vượt ngục trước tự động tự giác đứng lên? Tôi nói nhiều lần rồi, là tôi gợi ý. Tôi đã nói gì với các người? Nói chuyện với tôi phải nói báo cáo anh Văn Thanh. Báo cáo anh Văn Thanh, chính tôi gợi ý đó. À, thằng này. Ê, anh Văn Thanh, có gì từ từ nói. Đánh luôn cả mày. Ngừng tay. Trưởng nhà tù, sao có nhiều người vô đây vậy? Trưởng nhà tù, ông mở miệng thì nói văn minh, nói pháp luật. Bây giờ tôi thấy có người cầm cái gậy dùng hình với tù nhân. Ông nhìn họ đi, có giống như thời xưa bị người ta trảm thủ không? Các vị ông chủ, sau này các vị nhất định phải làm chứng. Nghi Quế Hoa Hương, hai người ghi lại những gì hai người thấy, mang tới tòa soạn, ngày mai đăng với tiêu đề nổi bật. Văn Thanh, cô làm cái gì vậy? Báo cáo trưởng nhà tù, đám tù nhân này vượt ngục. Tôi dựa theo quy định của nhà tù để mà xét xử họ. Tên này không chỉ không chịu khai còn muốn chống cự. Tôi không chống cự, tôi chỉ trả lời câu hỏi của anh thôi. Cậu không chống cự, tự nhiên tôi đánh cậu sao? Bộ cậu tưởng tôi không hả? Trưởng nhà tù, từ tới ở đây không cần biết lý do. Anh Văn Thanh thích đánh ai thì đánh, muốn đánh bao nhiêu cái thì đánh bao nhiêu cái. Anh thích giam ai thì giam, giam ai vào địa ngục có thì giam người đó. Đúng rồi, anh giam tôi 14 ngày rồi. Anh giam tôi 9 ngày, anh lại bị chói. Anh đâu có chuẩn vậy, quỳ xuống 9 ngày. Chéo ăn cơm còn tệ hơn chén cho heo ăn nữa. Trưởng nhà tù đã trao quyền cho tôi, người nào vi phạm thì tôi có quyền trừng trị người đó. Anh không coi tôi là người, giam chúng tôi nhiều ngày lắm rồi. Mỗi một chuyện tôi làm đều dựa theo chương thứ 9, điều thứ 13 của quy định nhà tù. Tù nhân vi phạm, tôi có quyền tạm ngưng ăn uống bình thường cao nhất 3 ngày. Đúng là tôi đã cho các người ăn gạo lứt, rất khó ăn, nhưng không phải là cơm heo như các người đã nói đâu. Tất cả tránh ra, tránh ra. Mọi người coi, thùng nước thúi như vậy chính là cơm gạo lứt mà anh Văn Thanh đã nói. Đây là cơm gạo lứt sao? Anh ăn thử tôi coi. Tôi đâu phải tù nhân, tại sao tôi phải ăn? Anh không ăn chứng tỏ anh cho tù nhân ăn cơm heo. Ăn đi, ăn đi, ăn cho mọi người coi vậy. Chúng mình là cậu đi, ăn thử 3 bữa này. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Tạm lấy. Ăn đi, ăn gì nữa? Ăn đi, ăn gì nữa? Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Tiếp tục đi. Đi. Mùi vị ngon lắm mà. Ăn đi, ngon ăn tiếp đi. Ăn tiếp đi. Ăn tiếp đi. Ăn đi. Ăn món thứ hai. Ăn tiếp đi. Ăn tiếp đi. Ăn nhanh lên đi. Ăn tiếp đi. Muốn nhiều chút lắm mà. Ăn tiếp đi. Ăn nhiều một tiếp đi. Muốn nhiều chút đi. Ăn đi. Muốn nhiều chút. Ăn nhiều lên. Ăn nhiều vô. Ăn đi. Ăn đi. Thùng này không chỉ là cơm heo mà còn có mùi nước tiểu nữa. Đúng.
ảnh tiểu xong mới cho chúng tôi ăn. Đúng là khốn kiếp, lấy con heo của nước tiểu cho chúng tôi ăn. Để đánh đánh đi. Ngừng tay, ngừng tay, không được gây rối. Lại Văn Thành, bắt đầu từ bây giờ tạm ngưng chức vụ anh, chờ ngày xét xử. Người nào từng dương ngục tăng thêm 3 năm. Thân già có hài lòng chưa? Bây giờ có thể tới bệnh viện chưa? Được rồi, mời.